Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Showbiz Việt đã mất đi 7 nghệ sĩ, nhiều người còn rất trẻ. Mới đây, người hâm mộ cả nước bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên trẻ Ốc Bảo Bảo, người từng gây chú ý với vai diễn Út Khoa trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, qua đời ở tuổi 19 do bị đuối nước ở Vũng Tàu. Trên trang mạng xã hội Facebook, nhiều nghệ sĩ Việt đồng loạt đăng bài chia buồn. Tạm biệt Út Khoa, Gạo Nếp Gạo Tẻ, nhớ mãi nụ cười của em. Về trời bình yên em nhé. Thúy Ngân xúc động bày tỏ. Mẹ Út Khoa viết, má Vân và cả ekip gác cũ tạm biệt con, mong con siêu thoát. Tiếc quá một diễn viên thông minh cần cù ngoan ngoãn. Bảo Bảo sinh năm 2003, là diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Sau nhí từng góp mặt trong khá nhiều bộ phim đình đám, các show truyền hình lớn, Mặt trời con đang ở đâu, Gạo nếp gạo tẻ, Một lần đi bụi, Song lang. Dù chưa từng qua trường lớp đào tạo nhưng Bảo Bảo có nét diễn xuất tự nhiên, ham học hỏi, có chí tiến thủ trong nghề, được nhiều khán giả lẫn nghệ sĩ yêu mến. Thứ hai, diễn viên Trọng Nguyên. Sau thời gian phát bệnh, ung thư giai đoạn cuối, di căn sang não, nam diễn viên Người phán xử Trọng Nguyên đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 11 giờ 50 ngày 28 tháng 2, hưởng dương 58 tuổi. Yên nghỉ anh nhé, vĩnh biệt anh, người đồng nghiệp Trọng Nguyên. Nghệ sĩ Hải Chiến Thắng xúc động bày tỏ, anh Trọng Nguyên làm việc rất chuyên nghiệp, diễn xuất tự nhiên. Anh hoạt động ở cả sân khấu lẫn truyền hình, có nhiều kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ bề trên. Anh nâng đỡ chỉ bảo tôi để cùng nhau hoàn thành tác phẩm tốt nhất. Diễn viên Lương Ngọc Dung chia sẻ. Đinh Trọng Nguyên sinh năm 64, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Anh gia nhập đoàn Kim Phụng, nhà hát cải lương Hà Nội. Nam diễn viên chuyên đảm nhận các vai phản diện trong Đầm lầy bạc, Ngôi biệt thự màu cho lạnh, Người phán xử và một số bộ phim hài khác đóng cùng các nghệ sĩ như Chiến thắng, Quang tèo, Giang còi. Thứ ba, người mẫu Nguyễn Thị Tuyết. Giữa tháng 1 năm 2022, thông tin người mẫu Nguyễn Thị Tuyết đột ngột qua đời do tai nạn ở tuổi 29 khiến người hâm mộ xót xa. Nhiều bạn bè, người thân và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn tiễn đưa top 6 Việt Nam Next Top Model 2011. Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 93, được biết đến lần đầu tiên khi dừng chân tại top 6 Việt Nam Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu nhưng tên tuổi khá mờ nhạt. Thứ tư, nghệ sĩ Hoàng Lan. Ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần, nghệ sĩ Hoàng Lan đã vĩnh biệt cõi trần vào lúc 23:40 tại nhà thuê ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều năm chống chọi với bệnh suy thận, bệnh Parkinson. Nữ nghệ sĩ cũng từng bị trầm cảm vì chuyện tan vỡ hôn nhân, làm ăn thua lỗ. Tang lễ Hoàng Lan được tổ chức tại chùa nghệ sĩ. Nghệ sĩ Hoàng Lan vào nghề năm 77 và có 20 năm gắn bó với sân khấu kịch. Cô từng là thành viên của đoàn kịch nói Cửu Long Giang. Hoàng Lan nổi lên từ chương trình Trong nhà ngoài phố. Bà còn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim nổi tiếng như Mưa Nắng, Lan Xì Po, Má Mì và Cổng Mặt Trời là bộ phim cuối cùng bà tham gia khi đổ bệnh. Thứ năm, nghệ sĩ Tiến Hợi. Sau thời gian dài chống chọi với ung thư, nghệ sĩ Tiến Hợi qua đời ở tuổi 63 lúc 4 giờ sáng ngày 10 tháng 2. Sinh thời, nghệ sĩ Tiến Hợi có hơn 40 lần đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các phim điện ảnh, truyền hình và chương trình lễ hội kỷ niệm. Sách kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận Tiến Hợi là nghệ sĩ thể hiện thành công vai Bác Hồ qua nhiều thể loại nhất. Ông cũng từng là gương mặt thân quen của nhà hát kịch Hà Nội khi tham gia các vở kịch nổi tiếng như Sám Hối, Vòng Đời, Những Người Con Hà Nội. Thứ 6, rapper Chú Nghi. Ngày 19 tháng 1, rapper Chú Nghi còn được biết đến với nghệ danh là ECC, qua đời ở tuổi 27 sau thời gian dài điều trị u nguyên bào thận, một loại ung thư thận hiếm gặp. Rapper Chú Nghi tên thật là Nguyễn Minh Chí, sinh năm 95 tại Hà Tĩnh. Anh từng kết hợp với rapper MC ILL bài Cảm ơn. Năm 2018, Chú Nghi cùng các thành viên trong nhóm AVP tiến đến vòng chung kết cuộc thi IO Battle Rap. Thứ 7, ca sĩ Quang Toàn. Nam ca sĩ Quang Toàn qua đời tại sân bay Los Angeles, California, Mỹ vào ngày 31 tháng 1, tức 29 Tết, do đột quỵ. Theo quản lý của nam ca sĩ, Quang Toàn không có tiền sử đột quỵ hay bệnh lý nền. Tuy nhiên, những năm qua anh thường xuyên bị căng thẳng về tinh thần. Anh sinh năm 77 tại Long An. Năm 19 tuổi, anh định cư ở Mỹ và phát triển sự nghiệp tại đây. Anh là ca sĩ có tiếng tại hải ngoại ở thập niên 90 với nhiều ca khúc như Tình Lỡ Trăm Năm, Tạ Tình. Những năm gần đây, giọng ca hải ngoại hoạt động nghệ thuật ở cả Việt Nam và Mỹ.